3 5 7 9 vậy nghe rồi. Giờ tôi đếm 1 vậy đếm 5 nha. 1 thấy không? Nghe thấy không? Nghe được không? Rồi vậy chú đứng dậy coi, đứng dậy ngon lành coi. Ngã người tới trước rồi đứng dậy được rồi, rồi bước coi. Bước đi, bước. Bước bước chạy đi, đừng sợ nữa, bước chạy đi. Bữa nay chuyên cái đó không đó, đó, dở lên vừa đi vừa đá chân lên không. Bác ơi, bác mở mắt ra được không? Được. Mở được hả? Được. Bác nói chữ leo lên lầu giùm con coi được không nha, nó thụt lưỡi vô rồi. Con làm cho lưỡi bác le nhọn ra mới nói được. À. Lưỡi tròn quay sao nói? À. Rồi. Không cần đâu. Lấy hai gãy cái tay cái uống thuốc lên luôn. Bác lần uống hết. Lâu rồi đó, hôm tháng 7 năm ngoái. Rồi bác nói con chữ leo lên lầu coi. Leo lên lầu. Ok. Năm rồi. Mừng quá. Nói đi bác sĩ chữa cho ông ơi. Rồi bác nói chữ này khó hơn nghe. Đi đâu đó? Không, con ngồi đi ngon mẹ đi. Bác nói đi. Đi đâu đó? Đi đâu đó? À. Thì hôm nay không có nói được đúng không? Nói cũng ai đó gì đó ba. Đớ không mà đâu có thẻ lưỡi được đâu mà nói. Dạ. Nói được hai âm đó là nói được hết. Bác nói lại nghe, hỏi chữ đi đâu đó coi. Đi đâu đó? Rồi. Lễ leo lên lầu. Lễ leo lên lầu. Rồi tốt lắm, bác khỏe rồi ăn uống lại bình thường rồi vậy ha. Ăn ít quá, con cho bác ăn ngon rồi ngồi dậy nhé. À. Ngồi dậy đi tới lui rồi nó thoáng mát, nó khỏe mạnh. Nằm riết nó lún xương luôn à. Rồi từ bác nghiêng qua cho con thôi. Đó, kéo chân lên, kéo chân kia lên. Để không làm, để tự làm. Tự làm, bây giờ tự làm rồi không cần nữa. Dẹp bớt cái mền nè, để cho bác đừng có bị cấn á, không lăn thoải mái. Rồi lăn xong rồi lao nè. Mình nó cái vỏ rét rồi đó. Lao ha, lao nhẹ nhẹ thôi, cái da già mỏng lắm. À. Lao mình nhẹ nhẹ thôi. Bác thấy còn đau không? Bớt rồi ha. Bây giờ bác lăn đỡ qua ngược ra ngoài nhìn con cái, con chăm thêm cái nữa hết luôn. Ngồi dậy, chăm cái nữa ngồi dậy à. Chưa ăn trưa chưa? Bác ăn trưa chưa? Ăn trưa rồi hả? Ừ. Mới ăn cũng tốt nữa nhưng mà tụi con hết giờ rồi. Tụi con phải về. Nên chăm cho bác về hơi bị giữ trái. Cái đầu bác nghe còn nặng như hồi nãy nữa không? Đó, con chăm cho bác năng động lên nha, không có biết xìu nữa đó, năng động lên. Bác tự nhiên tự ngồi đi. Bác tự nhiên lấy cái tay này chổi nè, cái tay phía bên đây nè. Bác muốn ngồi ở phía bên trong rồi. Đó, lấy cái tay đó, ừ, đúng rồi, đó, lấy cái tay đó chổi lên. Rút cái chân lên. Đó, áo chổi, chổi tay này nè. Tay này chổi bên kia. Đó, chổi xuống. Đó. Vậy đó, bác lồm cồm, bác ngồi vậy thôi chứ đâu. Đó. Đó, đó, vậy đó. Vừa mạnh lắm. Ừ. Bây giờ hô gì đó, phó kích là chạy liền. Bôi bớt được rồi đó, chạy liền. À, bắt ngóc lên coi. Ngóc lên. Ngóc lên. Đó. Đó. Đó, chở lên, lấy cái tay đó đè chở lên. Nè đó, đã con đỡ phụ quát chút nè. Đó, thấy chưa? Dạ con ngon lắm chứ mà để nằm hoài sao được. Đó, rồi. Đó, thấy không? Ngồi vậy thấy khỏe không? Con quay con ngồi nói chuyện với con chút coi. Ngồi khỏe không? Nói thăm rồi. Để tự ổng xích, để tự ổng xích, dịnh cho ổng xích thôi. Rồi nó bắt đò, thấy ổng xích con nằm thấy không? Xích vô chút nữa đang giữa. Xích vô chút nữa. Ôi thương quá, đó xích vô chút, đó bỏ gối vô giữa nè. Đó, bỏ lên nhiều gối vô. Đó, lên luôn. Dựng đứng lên, dựng lên giữa luôn. Đó, rồi giữa vô. Đó, giữa đi. Ô, mạnh trân, hai tay giờ khỏe lắm. Thôi chuyện đi bác sĩ đi. Rồi ok. Bác có thấy khỏe kỳ lạ không? Bác sĩ thương, bác sĩ mới vô đó. Khỏe kỳ lạ ha. Lên quá mới gặp tụi con đó. Nhờ bác sĩ Thuận nè. Chứ không cũng không có duyên gặp bác rồi đó. Cảm ơn bác sĩ Thuận nhiều nha. Cảm ơn bác sĩ Thuận nhiều lắm. Bác sĩ đụng bao lâu? Dạ, 15 ngày. 15 ngày nay? Dạ. Đụng cái nó quéo vậy luôn hả? Dạ. À, anh Hùng chụp mấy này lên không? Dạ. Chụp hình này lên nha. Cái chủ... Nè mấy bạn coi nè, thần kinh trung ương bị chạm thì tay nó béo lại. Đụng trên đầu rồi đâu đụng tay đâu, tự nhiên béo lại. À tính hả? Chừng nào trên đầu lành, thì này mới mở ra đúng không? Ừ, chờ cho nó lành thôi ha, gỡ đầu ra đi. Giờ có đang nhức đầu đâu không? Nhức cái đó, nhức cái đó. Rồi đụng thì đập cái đâu? Đụng, đập cái sao hả? Ừ, ừ. Rồi thôi được. Rồi nghe đầu rồi nhức không?
có gì không nghe nữa thì hết. Còn nếu nghe, hết giúp phải không? À, hết giúp đầu thì nó lành cái vết thương sao nhanh hơn, cái tay mình nó khôi phục lại hơn, phải không? Rồi anh nghiêng qua đây đi. Rồi mở ra đi. Mở từ từ á, không tự nó mở chứ. Đó, tự nó mở chứ mắt nhiều mình phải lấy tay. Mở ra nha. Rồi mở bung ra luôn đi. Nè cái tay này tự bung ra, tự bung ra. Nắm lại. Nắm lại. Nắm lại. Nắm từ từ lại, nắm lại. Nắm chắc lại, siết cứng vô, càng cứng càng tốt, càng cứng càng tốt. Bung nhanh ra cái coi. Đã được nè. Chúc mừng em nha. Cái này chân hết nãy giờ rồi. Chân hết trước tay rồi. Rồi nắm lại cái nữa đi. Nắm nhanh lại, nắm thật nhanh, bung nhanh cái. Đã. Một. Lớn lên. Một. Đếm 1 đếm 1 đếm 4 2 3 4 5 6 7 8 10 10 Khi cơ thể mình yếu thì siêu vi tấn công đó. Cơ thể mình khỏe là không con gì vào được, trùng đi trùng gì sống thôi. Rồi vậy lắc cái còn vô quá không? Còn không? Nhẹ hơn. Dễ đi đâu? Còn có đi đâu? Tiêu rồi. Đâu phải là vô hóa mà đá. Kính chào thầy cô, đương nhiên Nguyễn Đăng Siêu. Kính chào toàn thể các học viên trong lớp. Thế là chúng ta đã qua 2 ngày. Cảm ơn, rất là lưu luyến. Với 2 ngày là tôi mới cảm giác là kiến thức nó vào đến 20 năm. Nên tôi làm đến hơn 40 năm, gần 50 năm trong nghề. Và thấy là kiến thức nó thiếu. Hôm nay cũng về đây ngồi nghe và cũng học tập thêm cả cái lớp thầy Siêu này. Một số vấn đề trong cái nhìn nhận, trong việc chứng độc trị, trong cái cách chữa làm sao ngắn gọn nhất và chữa được bệnh, cái đó là cái mới. Nhưng bây giờ nhiều khi đúng như là thầy Siêu nói học nhiều quá đoạn hết cả đầu lên, nhưng cuối cùng kết quả là chữa bệnh rồi. Anh nào chữa được nhanh, anh nào chữa được khỏi là tốt. Và đặc biệt là đương nhiên Tăng Siêu này, tôi phải nói là một cái người tiên phong. Hôm nay tôi đang phải nói là tiên phong đang bứt phá để chúng ta làm sao học ít mà làm được nhiều, đúng không ạ? Bằng cái phương pháp viện xung này mà giải quyết tất cả các bệnh này, chúng ta hỏi rất nhiều, đúng không ạ? Thảo luận rất nhiều. Hôm nay là 60 năm này đã có nguyên phường này là có 350 đối tượng chính sách đến đây khám chữa bệnh từ thiện bằng các bạn. Tôi cho đi chơi sáng nay rồi báo cáo lên thôi. Chưa báo cáo tôi là như vậy là họ chính quyền họ đồng ý và chính quyền họ cử các cái về tổ các dân phố đưa những đối tượng chính sách, người nhà liệt sĩ và gia đình thương binh đến để thụ hưởng cái kiến thức này. Mình thấy rất là nhanh. Nhanh nhẹ. Vâng ạ. Vì là thầy Siêu là sáng thế nào thầy về ngày mai cái kia còn lớp nữa, tức là ngày mai kia là dạy thêm một lớp nữa ở đây. Mà tôi nói thẳng luôn là dạy cái lớp ở đây là toàn là lớp của lớp y sĩ học cổ truyền, tôi đang dạy, tôi đang tổ chức đấy. Mà sân học khai giảng tôi nói đấy, tức 300 học sinh mà đăng ký được khoảng 50-60, nên là tôi bắt đi hết. Mai đi hết, anh nào không đi tôi điểm danh, coi như không bỏ cái buổi học chính khóa, đúng không ạ? Còn anh nào không có tiền nào thì làm đơn xin, coi như là xin thầy sẽ phê vào đấy, là không phải đóng học phí. Bởi vì là gọi là học sinh nghèo vượt khó,
Điển hình là kinh nghiệm luận trị bệnh quy kinh tinh giản bằng súng xung huyệt của y sĩ Nguyễn Đăng Xiên. Và để tìm hiểu về phương pháp này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Phương pháp luận chẩn trị quy kinh tinh giản và điện xung trị liệu trên huyệt đạo, bước tiến mới của y học cổ truyền. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là y sĩ Nguyễn Đăng Xiên. Xin chào y sĩ ạ. Xin chào em MC. Xin chào quý khán giả theo dõi chương trình Chuyên gia nói gì hôm nay ạ. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những chia sẻ từ phía y sĩ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Thưa quý vị khán giả, nếu như trước đây nền y học phương Đông chỉ đơn thuần áp dụng những biện pháp khám và điều trị bệnh truyền thống thì ngày nay với nền y học Đông Tây giao hòa, các thầy thuốc Đông y Việt Nam đã dần hội nhập và sáng tạo ra những phương pháp điều trị mới mang tính công nghệ cao, hiệu quả vượt trội, tốc độ đột phá và an toàn, nâng giá trị của nền y học cổ truyền lên một thang bậc mới. Bén duyên với y học cổ truyền từ rất sớm, y sĩ Nguyễn Đăng Xiên là một trong những người tiên phong cải biến và nâng cao thêm cung bậc giá trị của nền y học từng vang danh nhiều đời trong quá khứ. Trong quá trình thực hành những kiến thức kinh điển y học cổ truyền, ông đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng phương pháp luận trị bệnh quy kinh tinh giản và các thế hệ súng xung huyệt acupuncture và acupuncture do chính ông chế tác trong nhiều năm. Phương pháp luận quy kinh tinh giản của ông là một phương pháp trị bệnh độc lạ, đạt được tiêu chí thời chẩn vô, thời trị khắc, tức là chẩn bằng không, trị bằng dây. Chúng ta lại cái hỏi của tôi. Vì sao mà chú lại biết tới cái phòng khám của thầy Xiên? Thì ngày xưa tôi đã có chạy đây rồi. Thì thời gian đó tôi bị là đau cổ. Trước đó thì hồi thời đó là năm 80, tôi có vô bệnh viện. Trong 6 tháng. Rồi nhưng mà đỡ gì đó lại hoài. Sau đến đây nó tự hồi sức khỏe nó ổn định. Xuân điện thì thấy nó hết hẳn. Có ông anh ở bên Mỹ là học trò của thầy. Cái đó mình đau thì ông mới cho điều trị, ông tới đây chữa lần đầu tiên. Hồi nãy vô chữa bệnh thầy Xiên chữa bệnh với làm vật lý trị liệu trong á, mình ra thấy nó nhẹ nhàng, coi như là rất là hiệu quả, đến phải nói là 80% rất là hiệu quả. Pháp luận trị bệnh của ông hoàn toàn nghịch đảo so với các phương pháp y học cổ truyền, nên rất đơn giản nhưng mang lại những kết quả đột phá không tưởng về tính hiệu quả, tốc độ, xác suất, liệu trình, tính ổn định, sự an toàn trong điều trị ngoài sự mong đợi. Điều trị theo thiên hướng dẫn điện xung vào cơ thể qua huyệt đạo để đẩy nhanh quá trình tự phục hồi của cơ thể. Vì vậy, hiệu quả điều trị của phương pháp này đối với các bệnh căn cơ thực chứng, cấp tính và hư chứng mãn tính gần như là tức thời. Bệnh nhân có thể cảm thấy hiệu quả điều trị ngay lập tức. Sau liệu trình điều trị từ 3 đến 5 lần nhanh như thế, nguyên nhân gây bệnh cũng giảm nhanh và dần biến mất. Ngoài ra, đối với các bệnh cơ địa mãn tính như vẩy nến, hiếm muộn, hen suyễn, khi sử dụng phương pháp này cũng mang lại những hiệu quả tích cực. Thưa quý vị khán giả, thừa hưởng tinh hoa của nền y học cổ truyền phương Đông kết hợp với những thành tựu công kỹ nghệ hiện đại, với kinh nghiệm hơn 30 năm nay, y sĩ Nguyễn Đăng Xiên đã chữa trị có hiệu quả cho hàng triệu bệnh nhân mắc phải các hội chứng khác nhau bằng súng điện xung theo phương pháp luận quy kinh tinh giản trong suốt 15 năm nay. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp này, Thu Thủy xin được mời quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại trường quay để nghe xem vị y sĩ này nói gì về phương pháp này nhé. Dạ thưa y sĩ, như là đoạn video clip chúng ta vừa mới nhắc đến á, thì có nhắc đến phương pháp luận chẩn trị quy kinh tinh giản, được xem là phương pháp trị liệu mới trong y học cổ truyền và dụng cụ dùng xung điện để trị liệu. Vậy thì phương pháp luận và những dụng cụ đó là gì và cái hiệu quả nó như thế nào? Y sĩ có thể chia sẻ với Trinh Trà cũng như là quý vị khán giả được không ạ? Xin thưa quý khán giả, thực ra đây là một cái cách luận mới trong y học cổ truyền, là một cách luận nghịch đảo so với những cái phương pháp luận trước đây trong y học truyền thống. Hồi xưa đó là, và cho tới nay cũng vậy, những người thầy thuốc y học cổ truyền thường nghe bệnh chứng của bệnh nhân rồi cái quy ngược lại, là tìm coi cái bệnh chứng đó nó thuộc cái nguyên nhân nào, nó nằm ở tạng phủ nào, rồi bắt đầu mới ra phương huyệt trị trên cái đường kinh liên quan tới bệnh chứng đó, hay là cho thuốc phương thang thuốc trị trên cái chứng bệnh đó. Còn cái phương pháp của chúng ta ngày hôm nay là phương pháp luận ngược lại. Chúng ta không luận theo kiểu đó mà chúng ta trực tiếp trị thẳng vào
những cái huyệt trên các cái đường kinh. Những cái phương pháp này nè, có thể chữa trị được những cái bệnh lý nào vậy thưa thầy? À, về nguyên tắc thì cái phương pháp này nó có thể vận dụng để chữa được hầu hết những cái chứng bệnh mà có thể chữa được bằng những cái phương pháp khác. Nhưng là nó chữa được với cái tốc độ cao hơn và hiệu quả cao hơn rất nhiều so với những phương pháp cổ điển. Vậy thì phương pháp luận này mình sử dụng những cái dụng cụ gì vậy thưa thầy? Khi ứng dụng cái phương pháp luận mới này đó là tôi có tự chế ra hai cái dụng cụ đặc biệt phù hợp với nó. Có tên là Acupuncture là đời thứ nhất, và đời thứ hai là gần đây năm 1917 là Acupuncture. Dạ. Nó có bốn chức năng, có thể là cho phép thầy thuốc sử dụng linh hoạt để trị những cái chứng bệnh trong người của mình theo bát cương, bát pháp. Dạ. Thưa hồi nãy thì y sĩ có nhắc đến một cái loại gọi là súng xung điện mà thầy đã sáng chế ra, được gọi là Acupuncture và Acupuncture. Thì từ những cái trăn trở nào mà y sĩ đã quyết định nghiên cứu và sáng chế ra hai loại xung điện này ạ? À dạ, câu hỏi này cũng được nhiều người hỏi như thế rồi. Thì mình có nhiều cái trăn trở và bức xúc đối với bệnh nhân. Tức là thấy bệnh nhân bệnh rất nhiều, mà khi ứng dụng phương pháp mà quy kinh tinh giản của mình á, thì là bệnh nhân hết rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với những phương pháp khác thì lại rất là khó khăn. Nhưng nếu mình chỉ dùng bằng tay hay những dụng cụ thủ công thì nó lại hiệu quả rất kém. Cái số lượng bệnh nhân mình giải quyết không được nhiều. Đó, cho nên trong lòng mong muốn là làm sao chế tác ra một loại dụng cụ nào đó thích hợp hơn để chữa được, đạt tốc độ nhanh hơn, hiệu quả cao hơn và giải quyết được số lượng bệnh nhân nhiều hơn trong lượng thời gian thật ngắn. Dạ, thầy có thể chia sẻ về cái nguyên lý hoạt động của súng xung điện này như thế nào được không ạ? Khi mà tác động vào thì nó tạo thành một cái làn sóng xung, nó kích thích cơ thể tiết xuất ra cái chất endorphin nội sinh, nó làm cho người ta giảm đau và cảm thấy người khỏe nhẹ ra. Là nguyên lý chung là như thế. Chẳng những là cái máy này hay phương pháp này nó chỉ giải quyết được vấn đề giảm đau cơ xương khớp, mà nó còn tham gia điều trị hay giải quyết được rất nhiều cái chứng bệnh khác. Ví dụ nó làm có thể làm chống lão suy, nhờ nó kích thích thần kinh tạo ra được một cái chất nó gọi là alkaline, là chất kiềm á. Mà chất kiềm thì nó có khả năng trung hòa các axit gốc tự do, nó làm cho người ta chậm già đi. Và đó, nó giúp cho các cái cơ của mình á lành nhanh hơn, các vết thương mà bị bậy nhầy cơ á thì nó lành nhanh hơn. Thì mình có thể là ngăn chặn được cái quá trình thoái hóa, làm chậm đi quá trình thoái hóa, phục hồi lại cơ xương khớp, trở về cái nguyên bản như hồi thời mình còn trai trẻ. Đó. Và đương nhiên khi tới tuổi già thì nó lại lão hóa tiếp, thì mình lại tiếp tục sử dụng nó. Nó đồng thời nó tạo ra được cái chất kiềm, chất alkaline á, nó làm chậm lão suy, nó còn giải quyết được những cái chứng khác rất là vi diệu. Ví dụ nó còn có thể giúp các hệ thống tiêu hóa tạo ra được các cái nó gọi là phân hóa tố hay là enzyme tiêu hóa đó. Nó giúp cho con người ta là ăn uống tiêu hóa tốt hơn, đầy đủ dinh dưỡng hơn, và con người sẽ khỏe mạnh ra nhiều hơn. Việc sử dụng máy này có thể giúp cho cái hệ thống thần kinh thực vật, tức là hệ thống thần kinh tự động trong cơ thể đó, làm việc tốt hơn, là giống như giúp cho bộ máy tiêu hóa hay là cái bộ máy tuần hoàn của cơ thể hay là cái hệ thống hô hấp cơ thể làm việc tốt hơn, giúp cho nâng tổng trạng được con người. Và khi con người đã khỏe mạnh thì có thể là vượt qua được những cái chứng bệnh cơ hội, giống như là bệnh tà khí hay là bệnh do vi trùng xâm nhiễm gì đó, nó cũng không có cơ hội để nó tấn công cơ thể. Bên cạnh sự phát triển của y học hiện đại, những phương pháp y học cổ truyền vẫn có vị thế và vai trò quan trọng được các nước trên thế giới công nhận. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành y học cổ truyền nước ta đã có nhiều đổi mới, tiến bộ về lý luận và thực hành, đáp ứng nhu cầu trị liệu của thời đại. Trong đó, tiêu biểu nhất là phương pháp luận quy kinh tinh giản và kỹ thuật điện xung trị liệu hiệu quả nhanh của y sĩ Nguyễn Đăng Xuyên đã và đang mang đến nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Hướng chủ trương của nhà nước về việc phát huy những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong y học cổ truyền. Trong những thập kỷ qua, lương y Nguyễn Đăng Xuyên đã dựa trên nền tảng y học cổ truyền, ứng dụng phương pháp luận tinh giản và chế tác ra các loại súng xung điện để hỗ trợ cho phương pháp luận trị bệnh ấy, nhằm giảm thiểu những khó khăn cho các thầy thuốc trong quá trình chẩn trị bệnh. Phương pháp này khác hẳn với những phương pháp không dùng thuốc khác như châm cứu, bấm huyệt, chích lễ trong y học cổ truyền. Mỗi bệnh chứng không cần phải có một bài huyệt phát đồ tương ứng. Mỗi bài huyệt phải có nhiều huyệt được sử dụng phối hợp. Ứng dụng cái kiến thức của y học cổ truyền mà mình đã học từ các trường hoặc trường lớp, nhưng mà nó có những sự khác biệt, có rất nhiều cái khác biệt.
gần như khác biệt hẳn với cái phương pháp luận cũ. Thì phương pháp này khác biệt ở chỗ nào? Cái thứ nhất là nó là cái sự lập luận nghịch đảo. Cái lộ trình của nó là lộ trình chẩn trị nó nghịch đảo so với lộ trình của y học cổ truyền. Tức là y học cổ truyền thì đi từ những cái bệnh lý mới quy về cái tạng phủ, mới tìm ra kinh, tìm ra thuốc trị, tìm ra cái phương huyệt để trị. Còn cái phương pháp của mình thì không có, phải đi thẳng vào các tạng phủ và dùng xung điện tác động thẳng trên các tạng phủ để đem lại hiệu quả nhanh. Cho nên nó có những cái tính chất đặc thù như sau này. Thứ nhất là đơn giản. Nó đơn giản đến mức không còn có thể đơn giản được nữa, cho nên cái tên nó mới gọi là tinh giản. Cho cái tác dụng nhanh, hiệu quả nhanh, thời gian chẩn gần như bằng không, và thời gian trị có hiệu quả tính bằng giây, và cái xác suất khỏi bệnh rất là cao. Cái liệu trình mà điều trị cũng ngắn, một lần, hai lần, ba lần, năm lần, bảy lần là gần như giải quyết được những cái chứng mãn tính nhiều chục năm. Cái phương pháp này có thể ứng dụng được nhiều trường hợp bệnh lý khác nhau ở trong nhiều cơ quan, nhiều cái hệ thống trong người của mình, chứ không giới hạn ở cơ xương khớp. Bấm huyệt thì tôi thấy nó rất là hay. Còn đầu tiên tôi không biết, tôi đi châm cứu tôi cũng sợ lắm, bị kim cái kim vô rồi tôi thấy tôi sợ lắm. Nhưng sau đó lúc mà đến thầy Xuyên thì ông bấm huyệt bằng cái súng xung điện đó thì tôi thấy rất là tốt, mà nó hết liền tại chỗ. Cũng như là mình ví dụ tôi đau cái cổ thì thầy Xuyên nó bấm khỏi bớt chưa, tôi lắc lắc rồi thấy nó khỏe liền. Với hiệu quả mà phương pháp trên mang lại, việc điều trị có thể áp dụng có hiệu quả cao đối với những bệnh thực chứng, cấp tính và hư chứng mãn tính như đau cứng cổ gáy do thoái hóa cột sống cổ, mất ngủ, những chứng đau thần kinh vùng tọa và ở các cơ khớp, đau lưng do thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm. Bên cạnh đó, các bệnh như hiếm muộn, ho hen, suyễn, trào ngược dạ dày, viêm đau tắc tĩnh mạch tay chân, vẩy nến, mụn nhọt, dời leo, khi áp dụng phương pháp này cũng mang đến hiệu quả tích cực. Con đến với thầy Xuyên để chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt điện xung. Thầy sẽ sử dụng cây súng điện xung và bấm huyệt cho con khoảng trong vòng từ 3 đến 5 phút. Rồi cái hiệu quả của cây súng nó mang lại thì rất là rõ rệt. Con lúc mình đang mệt mà thầy bấm huyệt vô thì mình cảm thấy là mình khỏe hẳn luôn, không có kiểu cảm giác mệt mỏi như ngay lúc ban đầu nữa. Tôi thấy tình trạng tôi là bị vàng da, nên đi xét nghiệm thì kết quả là bị xơ gan. Cũng nhờ bạn bè nó chỉ lại chỗ thầy Xuyên nên tôi đi lại đây chỉ bằng pháp xung điện. Thì các chị ở đây thì nhanh, khoảng một lần là khoảng là 5 giây, như mình đỡ sợ so với mấy cái như châm cứu, bóp nguyệt này nọ. Trong khoảng thời gian điều trị thì tôi thấy tôi bớt nhiều, ăn được, ngủ được. Chị tâm đắc nhất là thầy chữa bệnh hết bệnh, và đồng thời về nhà bản thân chị hoặc người thân chị bị cái gì thì gọi điện cho thầy là thầy chỉ là cấp cứu liền được tức thời. Cho nên cái điều đó là chị là rất là quý thầy, là một người lương y mà. Một người bác sĩ mà lại là cứu người từ ở nơi khám bệnh và ở nhà bất cứ lúc nào, 24/24. Cái đó là cái điều mà chị quý thầy nhất và cảm ơn thầy nhất, nhớ thầy nhất suốt đời. Hiện tại với tâm huyết mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn cơ hội điều trị bệnh, phòng khám của Lương Y Xuyên mỗi tuần vào ngày Chủ nhật có khám miễn phí và phát quà cho bệnh nhân nghèo. Bằng những cống hiến hết sức mình và những thành quả có tính đột phá đáng khâm phục, trong năm 2019, ông vinh dự được Viện Đại học Apollos Hoa Kỳ phong tặng học vị tiến sĩ danh dự và học hàm giáo sư thỉnh giảng. Sau hơn 30 năm ứng dụng phương pháp luận của mình, trong đó có gần 15 năm dùng súng xung huyệt tự chế hỗ trợ. Đến nay, phương pháp trị bệnh hiệu nghiệm của ông đã được bệnh nhân trong nước và quốc tế thừa nhận về tính đơn giản, hiệu quả, tốc độ, an toàn và xác suất trị liệu vượt trội của nó. Thank you.
A Q-Cool Pointer A CCP1.